Ngày 19 tháng 12, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai cho hay vừa phát hiện xử phạt 4 vụ vận chuyển, mua bán sản phẩm gia súc, gia cầm không đảm bảo vệ sinh thú y. Theo đó, tối 18 và rạng sáng ngày 19 tháng 12, đoàn kiểm tra liên ngành do Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ trì đã lập chốt kiểm tra tại chợ Tam Hòa, thành phố Biên Hòa. Trong đợt kiểm tra đầu tiên, đoàn liên ngành đã phát hiện xử lý 4 vụ vận chuyển, mua bán sản phẩm gia súc gia cầm không đảm bảo vệ sinh thú y với tổng trọng lượng gần nửa tấn. Cụ thể, khoảng 23 giờ ngày 18 tháng 12, lực lượng chức năng phát hiện xe tải do ông Trần Kim Mừng điều khiển chở nhiều khay nhựa đựng thịt gà. Thời điểm kiểm tra, lô hàng có tổng trọng lượng khoảng 100 kg, không có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y. Đoàn liên ngành đã lập biên bản xử phạt hành chính số tiền hơn 2 triệu đồng. Đến rạng sáng ngày 19 tháng 12, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 3 vụ vận chuyển, mua bán thịt bò, thịt gà vịt không đảm bảo vệ sinh thú y khác, với tổng trọng lượng gần 350 kg. Tổng cộng, đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện xử phạt hành chính 4 vụ với tổng số tiền gần 16,5 triệu đồng.